Kính chào quý anh chị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tử vi của Phong Thủy May Mắn. Trong cuộc sống thì ai ai trong chúng ta cũng đều gặp phải những giai đoạn khó khăn, những giai đoạn thuận lợi. Vì sao lại như vậy? Mỗi người trong chúng ta sinh ra đều có một số mệnh riêng. Có người thì suốt đời làm gì cũng gặp được may mắn, có người thì lận đận cả đời nhưng vẫn không đâu vào đâu. Và đến cuối cuộc đời mình lại mới thấy hối tiếc vì những việc mình đã không làm trong cuộc đời. Mỗi người thì có một số phận, ai cũng tò mò về mình xem sẽ như thế nào. Có được công danh sự nghiệp hay không? Hay là mãi mãi chỉ là người bình thường sống trong lam lũ? Bộ môn tử vi đã có ngàn đời xa xưa chuyên nghiên cứu về vận trình của con người. Từ những thống kê nghiên cứu của cha ông ta để lại, những tinh hoa về tử vi cho con cháu đời sau, giúp cho con cháu có kinh nghiệm và cuộc sống tốt hơn. Hôm nay Phong Thủy May Mắn sẽ chia sẻ với các bạn về cát hung vận hạn của tuổi Sửu trong năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Cát hung đạo vận tuổi Sửu. Tuổi Sửu bao gồm những người sinh năm 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1977 và 2009. Kỷ thổ trợ thân phúc lộc lai, hợp chung đời khắc đa khảm kha, nhất bạch tương trợ tài khí vượng, lục hợp thái tuế là sao thiên về tiêu hao và gặp nhiều chuyện xui xẻo cần phải đề phòng. Con giáp tuổi Sửu năm nay vì gặp phải thái tuế lục hợp và nhiều cát tinh khác chiếu nên vận thế tổng thể thì vô cùng có lợi. Vì con giáp Tý Sửu là tương hợp, nhiều cơ hội hợp tác phát triển. Vì vậy năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng một mối quan hệ tốt, đặc biệt là nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai. Về mặt công việc thì sự xuất hiện của Thái Dương, Ngọc Đường, Ban An và Nhất Bạch Tinh cùng xuất hiện có lợi cho vận trình phát triển sự nghiệp của người tuổi Sửu. Đây là một năm có nhiều cảm xúc trong công việc của mình và có thể nhận được sự ưu ái giúp đỡ của quý nhân. Ngoài ra thì còn có cơ hội phát triển kinh doanh ở những nơi khác nhau hoặc ở các quốc gia khác nhau, mở rộng thị trường nước ngoài. Nhưng cần đề phòng sự ảnh hưởng của hai ngôi sao Thiên Không và Hội Khí. Không nên có ý tưởng cao vời, vung tay quá chán hoặc là ôm cây đợi thỏ, nếu không vận may cũng dễ tan biến. Một mặt, năm nay người tuổi Sửu cần tích cực chủ động thực hiện ý tưởng và hoài bão của chính mình. Mặt khác thì cũng cần kinh doanh buôn bán một cách thật thà, chất phác. Chỉ cần chăm chỉ, ắt sẽ có được thu hoạch đáng kể. Về mặt tài vận, Nhất Bạch Tinh nhập cung Cấn sau này chính là quan tinh. Có sự tương trợ của Nhất Bạch, người tuổi Sửu trong năm nay có sự thu hoạch đáng kể về tài vận. Hơn nữa thì sự xuất hiện của sao Ban An đối với tuổi Sửu như là diều gặp gió, có cơ hội đi kiếm tiền tài tại nơi xa nhà. Chỉ cần nắm chắc cơ hội có thể khiến cho bản thân có bước tiến lớn trong cuộc đời. Lưu ý là âm sát có sự ẩn chứa tiêu hao nhỏ về tài vận. Vì vậy khi có tiền của vào thì cũng nên tích trữ một khoản cho chính mình. Hãy luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế để được tuế tinh trợ mệnh, gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc sống các bạn nhé. Về mặt tình cảm thì đối với nữ đơn thân tuổi Sửu mà nói, sao Thái Dương chiếu đến mệnh đào hoa khá vượng, năm nay dễ dàng gặp được đối tượng thích hợp, có một tình yêu ngọt ngào. Vì có thái tuế Tý Thủy ẩn chứa có quý thủy là thuộc thiên tài của tuổi Sửu. Nam mệnh đã kết hôn trong năm nay thì cần chừng mực trong cư xử giao tiếp với người khác phái để tránh xảy ra chuyện ngoại tình. Nói tóm lại thì năm nay là năm đầy cơ hội của người tuổi Sửu. Chỉ cần người tuổi Sửu biết nắm bắt thời cơ, chủ động và ứng phó đúng đắn với các thách thức, bình tĩnh khách quan để xử lý mọi việc. Về mặt tiền tài thì không nên mù quáng đầu tư, chú ý nhiều hơn vào mọi thứ, tránh rơi vào bẫy của người khác. Có được quý nhân phù trợ thì năm 2020 rất hứa hẹn sẽ mở ra một bước nhảy vọt về tài vận cho tuổi Sửu. Ngoài ra thì bạn hãy sử dụng bát bảo tâm kinh hoặc vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu sửu để gặp hung hóa cát. Về cát hung vận hạn, các tinh tuế hợp nhất bạch thái dương ngọc đường ban an có các tinh thái dương đại diện. Năm nay nữ mệnh tuổi Sửu có nhiều quý nhân được trưởng bối chỉ điểm giúp đỡ, nhận được sự đánh giá cao của ông chủ nam, giao cho nhiều trọng trách quan trọng là cánh tay đắc lực. Tuổi Sửu nữ mệnh năm nay tình cảm thuận lợi. Nếu đến tuổi kết hôn thì đừng nên bỏ lỡ cơ hội, đồng thời vì tuế hợp tức lục hợp thái tuế tương trợ nên cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế để nghênh đón các thần. Tuổi Sửu nếu gặp khó khăn thì sẽ được giúp đỡ hoặc là nhờ người giúp đỡ thì sẽ vượt qua, hóa hung thành cát.
Nhất bạch phi tinh tương trợ, tuổi Sửu năm nay tài vận hanh thông, có nhiều chuyển biến. Lưu niên gặp ngọc đường, ban an, có lợi cho sự phát triển sự nghiệp. Về hung tinh, âm sát thiên khâm hội khí. Âm sát có một chút phiền toái nhỏ bất lợi với sự riêng tư của bản mệnh. Phàm người có cung mệnh âm sát nhập lưu niên, không luận chính cung các lợi hay không, sẽ đem lại tiểu tiêu, dễ bị té ngã, trọng thương, đả kích, phá hoại. Sự nghiệp, các mối quan hệ của tuổi Sửu đều dễ dàng gặp được cản trở, làm cho tất cả những chuyện thuận gió thuận nước trước đó đều thành công gốc, thất bại trong gang tấc. Thiên không có nghĩa là những quyết định hoặc là ý tưởng không thực tế và cuối cùng trống rỗng. Hội khí tinh mang nhiều tai họa không suôn sẻ, tinh thần chán nản. Đừng bi quan, hãy sử dụng ngay pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh để hóa giải những tai ách do lưu niên mang lại. Cát hung luận giải. Về tài vận tiểu cát, tuổi Sửu năm nay cùng với thái tuế tương hợp còn có nhất bạch các tinh thuộc quan tài tinh bảo hộ, là một sao tương trưng cho sự giàu có, quyền vị, danh tiếng, văn võ song toàn, tai hỷ song vượng, thông tuệ văn học. Vì có rất nhiều sự giúp đỡ như vậy nên tuổi Sửu năm nay về phương diện tài vận sẽ có thu hoạch không nhỏ. Đây là một năm có tài vận chính ổn định, làm càng nhiều càng được nhiều, tài vận thiên cũng khá, nhưng hãy cẩn thận kẻo bị người khác lừa dối. Một chút bất cẩn cũng dễ dẫn đến phá sản, kẻ xấu dẫm đạp, đầu tư thua lỗ. Ngoài ra thì để tăng cường tài lộc, hãy sử dụng phi long thất tinh đồ trận treo trong phòng khách hoặc là nơi làm việc để kích tài, thăng quan, tiến chức. Sự nghiệp tiểu cát. Người tuổi Sửu năm Canh Tý có thái tuế tương trợ, sự nghiệp ổn định thăng tiến. Trong năm Canh Tý 2020 thì sự nghiệp là trọng tâm của năm, dễ dàng có được quý nhân phù trợ. Nhưng đừng hấp tấp ham cái thành công trước mắt, nếu không rất dễ thất bại. Vào năm thái tuế thì vận mệnh học hành không phải là lý tưởng, học sinh tâm trí hỗn loạn, ham chơi, sao nhãng học hành, cần người đốc thúc kịp thời. Để kết quả sự nghiệp của người tuổi Sửu năm 2020 cũng như là những năm về sau, bạn nên đặt một tháp văn xương lên bàn làm việc của mình để kích sao văn xương, giúp tăng cường sự nghiệp về sau. Về sức khỏe thấp, gặp bệnh phù chiếu, sức khỏe gặp nhiều phiền toái, có nhiều ảnh hưởng, dễ mắc các bệnh như là đau dạ dày, đau bụng, hệ thống tiêu hóa, dễ bị nhiễm trùng. Nên ăn nhiều thức ăn dễ tiêu hóa, đồng thời thì chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của người lớn tuổi và trẻ em ở nhà. Nên đi kiểm tra định kỳ, lái xe cần chú ý đến an toàn giao thông, không nên tự ý vi phạm các quy định giao thông và tránh lái xe khi mệt mỏi, nếu không sẽ dẫn đến nhiều tai họa khác. Đào hoa tiểu cát. Nhờ tương hợp với thái tuế, tuổi Sửu năm nay tình cảm suôn sẻ, bất luận là nam hay nữ, chỉ cần vào năm 2020 đều sẽ có vận đào hoa, dễ dàng gặp được người có tam quan tương hợp, tính cách tương đồng. Cho dù đang độc thân hay là đang trong mối quan hệ đều sẽ có bước tiến lớn. Nếu có kế hoạch kết hôn thì hãy chọn một ngày tốt, nhưng vì thái tuế thiên về tài vận, nam mệnh đã kết hôn nên giữ mối quan hệ đúng mức với người khác giới bên ngoài, tránh để xảy ra chuyện ngoại tình. Quan hệ vợ chồng muốn hòa thuận, người tuổi Sửu nên sử dụng đồng hồ chim công treo trong phòng khách để hòa hợp vợ chồng và kích hoạt cung quý nhân. Cái gốc của tài lộc là hòa hợp, khi hòa hợp vợ chồng rồi thì việc gì cũng thành. Vận thế luận giải chi tiết. Về quan vận, năm nay vì lục hợp thái tuế trong phương diện công việc, tuổi Sửu có nhiều cơ hội, được nhiều quý nhân phù trợ, bất kể làm thuê, kinh doanh đều có cơ hội phát triển. Nhưng cần chú ý, vì có sát tinh thiên không ảnh hưởng, vốn thời điểm kinh doanh đang phát triển, có thể mất trắng tay, cần cố gắng phấn đấu. Khuyến nghị bạn nên dùng vật phẩm may mắn, Bát Bảo Tâm Kinh để chiêu phúc nạp tài, giúp cho đường quan vận ngày càng phát triển. Về tài vận thì tuổi Sửu năm nay gặp lục hợp thái tuế. Thái tuế Tý Thủy là tài tinh của Sửu, lại có nhất bạch trợ phúc. Cả năm tài vận ổn định, chỉ cần nỗ lực phấn đấu từng bước sẽ thành công. Tuy thuận lợi là thế, nhưng không thể để ngoài tai những thông tin phá sản từ sát rượu. Tuổi Sửu năm nay không nên đầu tư mạo hiểm, tránh tiền mất tật mang. Nếu muốn thu nhập ổn định nên hài lòng và tiến lên từng bước một. Hôn sự. Thái tuế tương hợp, tuổi Sửu năm nay đối với chuyện kết hôn có mong ước rất lớn, hành động quyết tâm, chủ động theo đuổi người khác giới và có tình cảm. Thái dương cát tinh đến gần, nữ mệnh dễ dàng được nam mệnh chăm sóc, giúp đỡ, vận đào hoa cao.
Người độc thân thì nếu nắm giữ được cơ hội tốt, rất có thể công việc và tình yêu song hỷ là một. Nhưng năm nay thì cũng có âm sát đến gần, cung mệnh, nên cẩn thận chuyện lành hóa dữ. Những người đã kết hôn thì đặc biệt là nam mệnh nên tỉnh táo và cẩn thận với vận đào hoa của mình. Muốn tình cảm gia đình bền chặt, kiến nghị nên mời chuyên gia về số mệnh tiến hành đánh giá, dự đoán mối quan hệ hôn nhân và tình yêu. Hoặc là cách đơn giản hơn, sử dụng mặt dây hồ ly hoặc đồng hồ chim công để kích hoạt cung đào hoa và hòa hợp vợ chồng. Nhân đinh, năm Canh Tý 2020 tuổi Sửu lục hợp Thái Tuế, nhìn trông có vẻ vạn sự đều được như ý, nhưng Tý Sửu lục hợp làm cho trong hợp có khắc, đằng sau sự may mắn lại ẩn chứa nguy hiểm. Điều cần chú ý là âm sát thiên không hội khí khi đến gần đều không thích hợp để sinh con đẻ cái. Các chuyên gia phong thủy kiến nghị đeo thêm mặt bạc bát bảo tâm kinh để hung hóa cát. Về sức khỏe, năm nay tuổi Sửu gặp hội khí nhập cung mệnh, sau này rất xấu, đem đến những chuyện đen đủi khiến cho tinh thần suy nhược, rất có hại cho sức khỏe. Thêm vào năm Thái Tuế, e là căn bệnh này sẽ dai dẳng, một khi phát tác hung vận thì trong thời gian rất ngắn, khó hồi phục sức khỏe, thậm chí quanh năm đều phải chịu đựng sự hành hạ của bệnh tật, làm mất tập trung. Vậy nên tuổi Sửu năm nay cần chú trọng đến sức khỏe, kiến nghị nên dùng vật phẩm phong thủy may mắn, hồ lô gỗ đào đặt trong phòng khách hoặc là phòng ngủ để xóa bỏ năng lượng xấu mà lưu niệm đem đến. Vận hạn từng tuổi, Kỷ Sửu sinh năm 2009, 12 tuổi, trâu trong chuồng. Người tuổi Sửu sinh năm 2009, nạp âm ngũ hành là bích lịch hỏa. Phần lớn là sống thẳng tính, nhanh mồm, nhanh miệng, cuộc sống đầy đủ. Khi về già, sẽ hưởng phúc. Năm Canh Tý nạp âm ngũ hành bích thượng thổ là thực thương. Các bạn trẻ trong năm nay vô cùng hiếu động, tư duy nhanh nhẹn, luôn tò mò khám phá những cái mới. Có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa, sẽ dễ phân tán tư tưởng học hành. Nếu có thể phối hợp với bát tự của một người trên bàn học đặt tháp văn xương hoặc là hộp bút văn xương gỗ đào để thúc giục việc học hành, cân bằng cùng với sở thích. Nam mệnh 12 tuổi gặp sao thủy diệu chiếu mệnh dễ có đột phá trong việc học tập, đồng thời thích hợp đi du lịch xa cùng với cha mẹ. Nữ mệnh 12 tuổi năm nay gặp mộc đức chiếu mệnh phải chú ý đến sức khỏe thể chất, dễ mắc bệnh nhỏ như hầu hết thời gian sẽ không gặp quá nhiều khó khăn và trở ngại lớn gì. Đinh Sửu sinh năm 1997, 24 tuổi, trâu trong hồ. Người tuổi Đinh Sửu năm 1997 nạp âm ngũ hành là giản hạ thủy. Người sinh năm này phần lớn tính tình ôn hòa, không thiếu điều kiện về ăn mặc. Lúc trẻ, tài lộc luôn không thiếu, về già vui cảnh bên con cháu. Năm Canh Tý nạp âm ngũ hành bích thượng thổ là quan tinh. Năm nay lục hợp Thái Tuế cũng là quan tinh đánh dấu một năm, có không gian phát triển khá tốt, được cấp trên tín nhiệm khen thưởng. Nữ mệnh còn độc thân có thể nắm chắc lấy cơ hội của năm nay tiến đến kết hôn. Những người đã kết hôn thì tình cảm càng thêm mặn nồng. Sử dụng vòng tam hợp quý nhân để thâu thu tài lộc và may mắn các bạn nhé. Nam mệnh 24 tuổi năm nay Vân Hán chiếu mệnh cần hành sự cẩn thận, đừng xung phong đứng đầu kẻo bị dính thị phi, tai bay vạ gió. Nữ mệnh 24 tuổi năm nay gặp La Hầu chiếu mệnh, cần chú ý những việc sảy thai, khó sinh, chú ý điều chỉnh cảm xúc. Ất Sửu sinh năm 1985, 36 tuổi, trâu trong biển. Người tuổi Sửu sinh năm 85, nạp âm ngũ hành hải trung kim, học hành chăm chỉ nhưng ít thành công, hồi nhỏ thì hay gặp tai nạn nhỏ, anh em ít được nhờ cậy, cần phải tự lực cánh sinh. Năm Canh Tý nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, là ấn tinh, năm nay sẽ có cơ hội đưa cuộc sống của bạn lên một tầm cao mới và bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời. Năm nay thích hợp cho việc học thêm, tự hoàn thiện, tham gia đào tạo chuyên nghiệp và xây dựng sức mạnh để phát triển sự nghiệp trong tương lai. Ngoài ra, nếu bạn gặp phải các giao dịch lớn như là bất động sản và xe cộ trong năm nay, bạn phải chú ý đến các chi tiết của các điều khoản. Sử dụng phi long thất tinh đồ trận treo trong phòng khách hoặc là phòng làm việc để kích hoạt quan vận và công danh sự nghiệp, vượng tài về sau. Năm mệnh 36 tuổi, năm nay mộc đức chiếu mệnh, phải cẩn thận về các bệnh, gan và mắt, chú ý điều chỉnh tâm trạng. Nữ mệnh 36 tuổi năm nay thủy diệu chiếu mệnh, cẩn thận các bệnh về miệng nhưng cũng cần phải giảm thiểu tối đa các hoạt động trên nước. Quý Sửu sinh năm 1973, 48 tuổi, trâu trong trại.
Người tuổi Sửu sinh năm 1973, nạp âm ngũ hành tang đố mộc. Người này phần lớn có nhiều cơ hội lựa chọn trong công việc, không sợ thị phi, không dựa vào được con cái, vợ chồng hòa thuận. Năm Canh Tý nạp âm ngũ hành là bình địa mộc, là tài tinh, sẽ rất khó để làm giàu. Cần chú ý chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, không nên làm việc quá độ. Ngoài ra thì năm nay còn có vận đào hoa, rất dễ ảnh hưởng đến tình cảm hôn nhân gia đình. Cần giữ được đầu óc tỉnh táo, tránh cám dỗ. Để hóa giải thì cần sử dụng đồng hồ chim công để hòa hợp vợ chồng. Trong trường hợp năm mệnh 48 tuổi, năm nay thủy diệu chiếu mệnh, thích hợp đi công tác, làm ăn xa hay là du lịch. Nữ mệnh 48 tuổi, năm nay mộc đức chiếu mệnh, dễ có các vết thương ngoài da. Người trong gia đình thì bình an, vợ chồng hòa thuận. Tân Sửu sinh năm 1961, 60 tuổi, trâu trên đường. Người tuổi Sửu sinh năm 1961 nạp âm ngũ hành bích thực thổ. Người này đa nghi, ôn hòa, có đầy đủ trong cuộc sống, không dựa vào người nhà, nên lúc có tuổi lại không được hưởng phúc. Năm Canh Tý có nạp âm ngũ hành là bích thực thổ, là tỷ kiếp. Năm nay cần đề phòng người khác lừa tiền, nếu không cần thiết thì không nên đầu tư. Đồng thời thì năm nay cũng có rất nhiều cơ hội gặp lại bạn bè cũ, cùng ôn lại những kỷ niệm đẹp. Sử dụng tỳ hưu bạch ngọc để chiêu tài, chấn sát, tránh những mất mát tiền bạc. Năm mệnh 60 tuổi, sao Vân Hàm chiếu mệnh, thích hợp an phận thủ thường, phòng tránh thị phi. Nữ mệnh 60 tuổi, năm nay gặp La Hầu chiếu mệnh, dễ có các chấn thương nhẹ, đặc biệt đề phòng một số căn bệnh phụ khoa. Luận giải theo can ngày sinh, thiên can ngày sinh là Giáp Mộc. Năm lưu niên gặp thiên ấn, chủ về ý tưởng nên có nhiều biến động. Năm nay là thời điểm tốt để tuổi Sửu có can ngày sinh Giáp đạt được tham vọng lý tưởng của mình. Các nhà lãnh đạo sẽ nhìn thấy rất nhiều cơ hội khi họ thấy điểm mạnh và thái độ của bạn. Nếu bạn không quá tính toán, bạn sẽ nhận được nhiều phần thưởng và thành tích hơn. Một số người thì bắt đầu làm việc bán thời gian hoặc là nhảy để tìm lối thoát khác và họ có thể có sự phát triển tốt. Bạn cùng nửa kia có thể làm việc cùng nhau để cùng tiến lùi, đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau. Thiên can ngày sinh là Ất Mộc, chính ấn đại diện cho sự nghiệp và giao tiếp xã hội. Tuổi Sửu có thiên can ngày sinh là Ất, dễ dàng có được sự giúp đỡ của người lớn tuổi và các cấp trên để sự nghiệp đạt được danh tiếng. Nói chung thì nên nắm bắt vận may và làm việc chăm chỉ vì sự nghiệp. Khi rảnh rỗi, hãy tìm hiểu thêm và cải thiện để có thể lên cấp độ tiếp theo. Đừng quên cảm ơn bạn bè vì thành công của bạn. Thiên can ngày sinh là Bính Hỏa. Lưu niên gặp thiên quan chủ bị thăng chức, thiên môn quyền lực. Năm nay tuổi Sửu có can ngày sinh Bính, sự nghiệp có hy vọng thăng tiến hoặc sẽ bắt đầu làm việc bán thời gian. Những người làm việc chăm chỉ để nắm bắt cơ hội thì có thể dễ dàng tìm thấy mục tiêu và định hướng tương lai của cuộc sống. Một số người thì bắt đầu khởi nghiệp và mối quan hệ giữa họ có thể được mở ra một cách suôn sẻ, trở thành một nhà lãnh đạo giữa những người bạn sẽ rất tốt. Hãy kiên nhẫn với người thân trong nhà và con cái, không nên quá nghiêm khắc. Thiên can ngày sinh là Đinh Hỏa, lưu niên gặp chính quan chủ ý sự nghiệp cấp trên và mối quan hệ. Năm nay, những người tuổi Sửu có ngày sinh can đinh nắm bắt được cơ hội tốt, dễ dàng được xếp xem trọng, đôi khi có quý nhân phù trợ, nên tham gia các hoạt động xã hội, mở rộng ý tưởng và lắng nghe đề xuất. Về sự giàu có thì chúng ta phải giữ quan điểm mấu chốt về mặt pháp lý và đạo đức. Đừng quên những người từng giúp đỡ mình, mối quan hệ gia đình hài hòa và ổn định. Những người độc thân thì có cơ hội tìm kiếm được tình yêu tốt. Thiên can ngày sinh là Mậu Thổ, lưu niên gặp thiên tài. Vào năm có thiên tài chiếu, tuổi Sửu có thiên can ngày sinh là Mậu sẽ có một số điều xảy ra như là gặp người yêu, chuyện về đầu tư, sự nghiệp và đầu tư có thể tạo ra những thành tựu lớn, khơi gợi trí thông minh và tầm nhìn đầu tư độc đáo hơn. Nếu bạn nhìn vào nó thì bạn có thể bắt đầu nó một cách táo bạo. Hãy nhớ đừng bỏ trứng vào một cái giỏ. Những người độc thân sẽ có đào hoa trong năm nay và rất có khả năng họ sẽ kết hôn. Thiên can ngày sinh là Kỷ Thổ, lưu niên gặp chính tài, chủ về sự nghiệp, tài vận, tình cảm. Trong lĩnh vực tài chính năm nay với khả năng và đầu óc minh mẫn, tuổi Sửu có can ngày sinh Kỷ, có thể được giao trách nhiệm lớn, thu nhập tiền lương cũng tăng lên. Các doanh nhân cũng bắt kịp với vận may và tiền tới một cách tự nhiên, nhưng thu nhập chính vẫn kiếm được bằng cách làm việc chăm chỉ.
Về phương diện tình cảm thì người độc thân có một đối tượng yêu thích để đến bên và cặp đôi bắt đầu bước vào giai đoạn hôn nhân. Thiên can ngày sinh là Canh Kim, lưu niên gặp thương quan chủ vì có nhiều ý tưởng, chủ kiến và đầu tư. Tuổi Sửu có thiên can ngày sinh là Canh, thỉnh thoảng sẽ có những ý tưởng xuất hiện. Tuy nhiên thì tính khả thi cao nhưng cũng cần phải chấp nhận ý kiến của mọi người xung quanh. Các doanh nhân có thể mạnh dạn thử các dự án mới và phát triển. Về tài lộc, một phần bạn có thể kiếm được tiền mà người khác không thể kiếm được nhưng chi tiêu cũng tăng lên. Thiên can ngày sinh là Tân Kim, lưu niên gặp thực thần, chủ về vui chơi, tài hoa, lãng mạn. Cuộc sống năm nay của tuổi Sửu với thiên can ngày sinh Tân tương đối chôn chu và công việc có sự thông minh cần có, tìm ra bước đột phá phù hợp, thể hiện tài năng và kỹ năng của mình trước mọi người, hiệu suất tốt, có nhiều tiền để thỏa mãn mong muốn mua sắm. Vận may về tình cảm thì tăng lên, nó phù hợp để mở ra một mối quan hệ ấm áp và lãng mạn, và việc tụ tập bạn bè cũng mang đến rất nhiều năng lượng tốt. Thiên can ngày sinh là Nhâm Thủy, lưu niên gặp kiếp tài, đại biểu cho bạn bè và đầu tư. Vào thời điểm quan trọng của năm thì tuổi Sửu với thiên can ngày sinh Nhâm có những người cao quý giúp đỡ, đồng nghiệp và bạn bè trong công ty giúp thăng chức. Các đơn đặt hàng hợp tác cũng được tăng lên nếu nỗ lực nắm bắt cơ hội. Về thiên tài nên chú ý nhiều hơn đến tin tức về bạn bè. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng thì có thể quyết định đầu tư. Nếu có cơ hội tốt thì đừng quên cảm ơn bạn bè đã ủng hộ mình. Thiên can ngày sinh là Quý Thủy, lưu niên gặp tỷ kiên đại diện cho quý nhân, đồng nghiệp hợp tác. Năm nay tuổi Sửu thiên can ngày sinh Quý có rất nhiều cơ hội để thăng tiến nghề nghiệp, quan hệ với đồng nghiệp thì ngày càng thân thiết. Họ cũng có thể giúp bạn nếu bạn nắm bắt cơ hội, bạn có thể dần dần cải thiện ảnh hưởng của mình trong công ty. Người đang lập nghiệp thì nên nghe ý kiến từ nhiều góc nhìn khác nhau. Về mặt tình cảm, hai bạn có thể dành cho nhau một không gian tự do, thể hiện sự quyến rũ cá nhân, dùng thân phận bạn bè để am hiểu nhau hơn. Trên đây, Phong Thủy may mắn đã chia sẻ tới quý anh chị và các bạn về vận trình của tuổi Sửu trong năm 2020. Cát có, hung có và chúng tôi đã đưa ra những phương pháp hóa giải cực kỳ hiệu quả cho các bạn. Nắm được vận trình của mình từng giai đoạn trong năm 2020, các bạn đã biết mình cần phải làm gì để có được may mắn, giàu sang phú quý. Tuy mỗi con người đều có số mệnh nhưng không vì thế mà chúng ta bi quan vào cuộc sống, xem số là để cải vận, giúp cho mình có được cuộc sống tốt hơn. Vì vậy, anh chị hãy nỗ lực lên nhé! Năm nay tuổi Sửu nhị hợp với Thái Tuế nên có được rất nhiều cơ hội phát triển. Vì vậy, hãy cố gắng lên các bạn ạ! Làm hơn không làm, các bạn chỉ hối tiếc về những điều mình không làm chứ không bao giờ hối tiếc về những điều mình đã làm. Làm thì sẽ có kết quả, có được thành công. Vì thế, thầy và những người biên tập chương trình luôn mong muốn mang lại những kiến thức chuẩn để quý anh chị đi đúng hướng hơn trong cuộc sống. Hãy luôn nỗ lực, cố gắng và tin tưởng vào cuộc sống. Chúc anh chị sang năm 2020 có được một cuộc sống an khang và thịnh vượng. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.